Chào Flavi, chuyện gì vậy? Bạn đang trên đường tìm sơn vì Tom đã hết sơn rồi sao? Tại sao bạn lại cần sơn? Để sơn những trái bí Halloween tại lễ hội Halloween của thành phố xe hơi sao? Tất cả số sơn đã được dùng hết vì những người tham dự đều muốn hóa trang à? Một tin xấu cho lễ hội đây. Bạn phải tìm được sơn cho những trái bí. Hãy gọi cho siêu xe tải nhờ giúp đỡ. Flavi đã hết sơn để sơn những trái bí tại hội Halloween. Và tụi mình thực sự cần bạn giúp. Vậy bạn sẽ chuyển hóa thành phương tiện nào? Một xe lửa bồn chứa sơn. Thật tuyệt vời. Tuyệt lắm siêu xe tải, bạn đã sẵn sàng để giúp đỡ Flavi rồi. Đi thôi. Siêu xe tải tới rồi, Flavi. Anh ấy là một xe tải bồn chứa sơn. Hãy đi cung cấp sơn cho những trái bí nào, siêu xe tải. Tuyệt lắm, siêu xe tải. Hãy nhìn tất cả số sơn đó kìa. Bạn có cái cọ sơn nào để sơn cùng với số sơn đó không? Flavi, sàn tải của bạn là chỗ chứa bí phải không? Siêu xe tải, bạn có mẫu vẽ nào để sơn mẫu lên trái bí không? Chú mèo đen đã được sơn lên trái bí. Thật kinh ngạc. Mình nghĩ họ cũng muốn sơn thử. Mọi người đều vui vẻ. Cảm ơn siêu xe tải. Em cũng muốn sơn nữa hả, Pico nhí? Em là một trái bí rồi, Pico nhí. Cảm ơn siêu xe tải. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau nha. Chào buổi sáng các bạn. Đang chuẩn bị cho buổi tiệc lớn ngày mai trong thành phố sao? Mọi người đang bàn về bánh donut và pizza mà bạn sẽ làm sao? Gì vậy, Carrie? Ôi không,
Christopher đang trộn bột bánh pizza, nhưng bạn lại không có người trộn bột bánh donut à? Xui quá. Phải chỉ có một xe trộn khác như Christopher ha. Ý kiến hay đó Christopher. Hãy nhờ siêu xe tải đến giúp. Tụi mình cần bạn giúp Kha à. Bạn biết đó, ngày mai có một buổi tiệc lớn dành cho cư dân thành phố và Carrie cùng Carlo có nhiệm vụ làm bánh pizza và donut. Christopher sẽ trộn bột pizza, còn bột donut thì vẫn chưa có ai trộn. Bạn giúp được không? Hay quá, một xe trộn xi măng giống như Christopher. Tuyệt lắm siêu xe tải, bạn đã sẵn sàng để giúp mọi người rồi. Đi thôi. Nhìn kìa, siêu xe tải tới giúp đỡ đó. Chỉ cần một vài nguyên liệu để làm bột bánh pizza, nhưng chúng ta phải làm một số lượng lớn bột. Hãy đổ bột vào buồng của Christopher đi. Giờ chúng ta phải đổ nước vào. Frank tới để giúp việc đó. Giờ tới lúc để trộn bột bánh donut rồi siêu xe tải. Đã có hỗn hợp bột donut và nước từ Frank. Tạm biệt Frank, cảm ơn bạn nhiều. Đúng rồi siêu xe tải, cứ cho bột trộn tiếp tục trộn bột đi. Christopher à, bạn phải quay thùng trộn tiếp đi, đừng bỏ cuộc chứ. Bột bánh pizza cần phải được hoàn thành. Ôi không, làm sao đây siêu xe tải. Christopher mệt rồi kia. Nhảy đi Christopher, âm nhạc sẽ làm bạn tỉnh và có thể tiếp tục trộn bánh. Được rồi Christopher, bạn dừng lại đi. Hãy đổ bột bánh pizza lên khuôn bánh đi. Làm tốt lắm. Giờ tới lượt bánh donut. Chúng ta cần nhào bột donut nhanh lên. Nếu để Carrie tự nhào từng cái thì sẽ mất thời gian lắm đó. Bạn có ý kiến nào không siêu xe tải? Tới lúc đông lạnh bánh donut rồi. Oh, bạn sợ nếu là cứ ở lại đây cho tới lúc cái bánh ra lò, bạn sẽ ăn hết chúng sao? Ráng chờ tới lúc bữa tiệc nha. Cảm ơn đã giúp đỡ siêu xe tải.
Hẹn gặp bạn vào ngày mai. Tạm biệt mọi người. Hôm nay chúng ta có một trận banh trong thành phố. Các bé đang chơi banh và các phụ huynh đang cổ vũ. Chúng ta có những người hỗ trợ tốt nhất trong thành phố. Ôi trời, gió càng lúc càng mạnh hơn. Chỉ cần nhìn những lá cờ và bong bóng là biết. Ôi không, gió thổi trái banh đi rồi. Nó sắp lăn khỏi các xe hơi nhí. Ôi trời, trái banh rơi xuống nước rồi Tom. Chúng ta sẽ làm gì đây? Ý kiến hay đó. Hãy gọi cho siêu xe tải. Chào Kha, thưởng thức nước ép chanh nè. Kha, bạn có thấy pháo hiệu không? Các bé đang chơi đá banh thì trái banh bị thổi đi và rơi xuống nước. Bạn có giúp được không? Bạn sẽ chuyển hóa thành gì để thích hợp nhất cho việc này? Một tàu cánh ngầm mà. Thật hoàn hảo. Được rồi, siêu xe tải, đi giải cứu thôi. Ổn rồi các bạn à, siêu xe tải đã tới để cứu nguy cho trận banh. Phải, siêu xe tải lấy được trái banh rồi. Thầm nhí, cẩn thận đó. Siêu xe tải, bạn cần phải cứu thầm nhí. Ngoạn mục quá. Bạn làm được rồi, siêu xe tải. Em cần phải cẩn thận hơn đó, Tom nhí. Thật may là siêu xe tải ở gần đó. Làm tốt lắm, siêu xe tải. Bạn là siêu anh hùng giỏi nhất đó. Các phụ huynh hỏi liệu bạn có muốn chơi banh cùng các bé không? Giờ chúng ta có một trận bóng giữa các xe hơi nhí và siêu xe tải. Sẽ rất là thú vị cho mà xem. Wow! Các bé đã ghi bàn.
làm tốt lắm siêu xe tải. Nhờ có bạn mà các bé đã chơi rất vui đó. Hẹn gặp lại lần sau nha. Chào các bạn, đang đổ xăng hả? Nè, Ethan, không phải bạn đã trễ giờ làm việc ở công trường xây dựng rồi sao? Khoan đã, bạn quên mất. Ôi không, thật lộn xộn, chúng ta phải làm gì đây? Đừng nản mà, chỉ là tai nạn thôi Ethan. Ý hay đó Suzy, siêu xe tải sẽ giúp chúng ta xử lý nó. Hãy gửi tín hiệu cho anh ấy. Nhìn kìa kha, là tín hiệu cầu cứu. Bạn nên khẩn trương lên, có người cần siêu xe tải. Nhìn kìa, bạn là một xe tải bùn. Cảm ơn là bạn đã tới. Có một vụ tràn nhiên liệu và tụi mình không biết phải làm sao. Hãy tắt vòi bơm xăng. À, ý hay đó siêu xe tải. Giờ Ethan à, bạn có thể rải cát trong thùng lên nhiên liệu được chứ? Làm tốt lắm, nhiên liệu sẽ thấm vào cát nên ngừng tràn ra ngoài. Giờ sao đây? Đúng rồi, vòi phun của bạn. Bạn có thể dùng nó để hút cát, rất thông minh. Xem nào. Chà, sạch sẽ hết rồi. Nhưng chúng ta làm gì với số cát đó đây? À, ý kiến hay đó. Bạn hãy đặt đống cát này ở một nơi an toàn trong công trường xây dựng nha. Hẹn gặp lại. Làm tốt lắm siêu xe tải. Bạn lại hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nè, bạn nói đúng.
mình không biết siêu xe tải ở đâu nữa. Tạm biệt Sushi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.